Hello, xin chào các bác nhá. Chào mừng các bác quay trở lại kênh YouTube của Minh Lạnh nhá. Hôm nay thì về mấy trăm mét này, về có cả kính nhá. Em vừa chở xuống kho rồi đây. Chỗ này thì đang bắt đầu sở đây này. Hôm nay thì về rất nhiều bếp VIP nhá. Đây có con mặt gãy này, mặt gãy màu ấy này. Đấy. Màu mận này. Đấy. Đây có con mặt gãy men này. Đây có mặt gãy men của Zina này. Là hàng rất là chất là VIP luôn nha các bác nhá. Đấy, rất chất là VIP này. Đấy, bác xào mà ưng con nào thì alo cho bếp ga lại về tiếp nhá. Đây thì đây em mở hàng cho bác một con này. Đấy, bác nào chung kết thì alo cho em nhá, mở hàng cho bác con này. Con này sản xuất 2022 nhá. Mặt này mặt cà phê này. Đấy. Con này mới cứng ấy, gần như là chưa dùng luôn. Đấy. Đấy. Gần chưa dùng, sản xuất 2022 này. Mở hàng cho bác nào con cà phê này. Đấy. Đây. Mới tinh luôn. Không phải làm gì luôn nhá. Lo đi sử dụng luôn. 1.8 triệu nhá. 2022 mới cứng cựa. Đấy, bác nào ưng thì alo xem nhá. Đấy.